Hôm nay có dịp giới thiệu đến anh em một cặp loa Pioneer 770A. Cặp này thì bình thường nó có những cái đợt hàng nhìn chung nó về giá rất là cao. Tuy nhiên cặp này trong lộ em nhập được hợp lý, em để cho các bác giá rất là hợp lý. 14.500.000 cặp này. Và với cái giá này thì khẳng định là rất nhiều anh em đang ở ngưỡng thì sẽ ví dụ đang ngưỡng tìm cặp loa khoảng 10-12 triệu thì sẽ cố lên chơi cặp này được cả hình và tiếng. Đấy. Cặp 770A này thì cấu hình của nó thì như các bác nhìn trên hình nó sẽ gồm có 4 loa một thùng, và dòng 770A thì thiết kế nó rất là hầm hố, nó rất là đẹp mặc dù là một cặp loa cổ. Đấy. Sở hữu một bát 30, một trung trầm, một trung cao và một tép kẹt. Đó. Phần lỗ thông hơi thì người ta đã có một cái lưới để che bảo vệ. Dòng này thì sử dụng gân, nó là gân vải lụa, trung cũng vậy và vẫn còn zin, rất là đẹp. Đó. Còn phần trên này thì anh em sẽ thấy hai bên thì nó có hai cái tinh chỉnh. Đấy, một là tinh chỉnh cho mix, là tinh trung, và hai là tinh chỉnh cho tinh tép. Đó. Thì mình sẽ để ở chế độ normal bình thường. Mỗi thùng này thì nặng trên 30 kg, rất là hoành tráng và bề thế. Gỗ rất là dày dặn, chủng gỗ lạng, vân gỗ rất là đẹp, 770A. Bây giờ em sẽ bật cho anh em nghe một bản nhạc khá là quen thuộc nhé, khá là quen thuộc để các bác nghe thử. Em ghép với cả Rotel 913. Thực ra nghe Rotel nó rất là châu Âu, nhưng mà thực ra nó là một trong đi mà 913 nó dòng với mình Nhật. Chất âm của nó thì tương đối hay. Đánh chủ yếu nếu anh em nào chơi đua theo thì biết là người ta sẽ đánh với loa châu Âu nhiều hơn, nhưng mà hôm nay em sẽ cho các bác thấy một cái hay nữa của M913 này. M913 này công suất 370W. Rồi giờ sẽ bật cho các bác nghe. Thank you.
anh em vừa nghe cặp Pioneer CS 770A nhé, bát 30. Cặp này có giá rất là tốt, 14,5 triệu. Em sẽ đo kích thước cho các bác nhé, thực tế luôn để các bác nhìn. Chiều cao của em nó là khoảng 78-80. Bề ngang của em này thì rất là khủng nhá. Mặc dù bát 30 nhưng bề ngang của em nó là rơi vào khoảng 48, hơn một chút, 48 cm. Chiều sâu của em nó thì khoảng tầm 40. Một bát 30. Đấy. Một trung trầm, một trung cao và một tép kèn. Với giá 14,5 triệu thì bây giờ phải nói nó rẻ, rất là rẻ để anh em sở hữu. Cặp này có những lô về bán giá trên dưới 20 triệu là bình thường các bác nhé. Hàng bãi thì nhiều khi có những lô nhập hợp lý. Cặp này để cho các bác giá cực kỳ hợp lý. Anh em nào có nhu cầu sở hữu những cặp loa cổ thế mạnh là nghe những dòng nhạc vàng, nhạc bolero và đặc biệt là thương hiệu Pioneer thì nghiên cứu cặp này. Đây, quay cả đằng sau cho anh em nhìn. Này. CS 770A. Đó. Rất là đẹp. Thùng nhũ lạng chắc chắn, mỗi thùng nặng hơn 30 cân. Với kích thước như vậy. Anh em nghiên cứu chỗ kê cái. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.